Hello, hôm nay xin chào cả nhà nha. Vâng, hôm nay là bão số 5 đấy. Thì anh em nhà Thành để ra chặt cây chống bão cả nhà đấy. Cả nhà thấy gió mạnh không? Gió cập 10 trên 15 đấy cả nhà. Đấy. Đó. Ông anh đang leo trèo đấy. Bây giờ mình ra mình phụ anh mình cưa cây chống bão đấy. Đấy cả nhà. Bão số 5 rất là nguy hiểm nha cả nhà. Đấy, đang cưa cây chặt đấy. Nhìn chụp anh trai mình là bão quá trời bão luôn cả nhà. Bão số 5. Bây giờ phụ anh kéo cây nha cả nhà. Nặng quá cả nhà. Đấy, chặt cây chống bão cả nhà. Bão số 5 miền quê miền Trung là thất bại nhiều lắm cả nhà ơi. Cả nhà nhớ thương tâm ủng hộ cho miền Trung lụt lụt nha cả nhà. Đấy. Miền Trung mưa bão cực khổ lắm. Đấy. Anh trai đang chặt cây nha cả nhà. Đấy mưa rồi cả nhà ơi. Mưa rồi. Mưa rồi mà phải 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 anh trai nấu cây nặng lắm à cả nhà, nặng quá trời nặng luôn, nặng quá. Mưa bão cả nhà, mưa bão mà anh trai đang leo lên cây chặt, chặt quá trời luôn. Đấy cả nhà, mưa bão đó cả nhà ơi. Đấy, anh trai đang chặt cây ấy. Đấy, chặt cây là không là bổ những nhà ấy luôn á cả nhà. Gió quá trời gió luôn, bão bùng rồi. Khổ lắm cả nhà ơi. Cả nhà nhớ yêu quý mến Thành nhé, đăng ký kênh ủng hộ cho Thành, like và chia sẻ nha. Đấy, gió bão bùng á. Đấy cả nhà. Chặt cây chặt cối trong vườn rồi nha. To rồi. Nghe nói là bảo chiều nay vào nữa cả nhà. Giờ đang ảnh hưởng đây. Bây giờ mưa to quá, Thành xin phép tạm dừng video đây nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Thành nha. Bye bye.